có mấy người đây làm chứng. Hả? Làm chứng là tôi đánh anh á. Cái chú ở sành hả? Giữ chìa khóa đi. Giữ chìa khóa đi. Anh đứa quyền giữ chìa khóa. Anh nói phường kia phường đúng. Anh có quyền điện mà đâu cần phải kêu hả? Đâu phải lên vườn gà. Chạy phường này hả? Tôi có đi đâu đâu, tôi là người dân đúng không? Dân đưa chìa khóa lại. Tại sao anh? Chìa khóa ra làm gì? Tại vì nè. Hả? Có một số công an á cũng như anh vậy đó. Tại sao? Giật chìa khóa của chúng tôi có giật không? Anh không tôi giật, nhưng mà tôi làm quan với anh không? Thấy ông rõ ràng không? Tôi kêu cái gì? Tôi kêu anh xuất trình giấy tờ ra kiểm tra, anh kêu một giáo thông có giữ đây. Tôi nói theo lực, tôi chỉ là... Anh biết luật đi. Anh nói tôi chỉ yêu cầu anh xuất trình cái thẻ là... Tôi nói tôi xét cho ông mới có thẻ tuần tra, tôi không cần. Thì anh không có, tôi nói anh lại chút xíu. Để vợ tôi chạy về nhà đi. Đợi cái gì? Tôi nói lên phường rồi đợi. Anh muốn cái gì? Tôi có thẻ tuần tra. Hả? Tôi đâu? Chứng minh đâu? Chứng minh ra. Nhà tôi gần đây. Tôi nói tôi anh đợi. Tôi không biết nhà nó đâu, giờ tôi kiểm tra hiện thời. Nhưng mà tôi nói anh là chưa có cái gì hết. Và anh đã đánh tôi rồi. Anh cử ai đụng má? Không có ai. Không có ai đụng ra hết. Mà lên đánh tôi luôn. Tôi không có gì. Thấy không nè? Thấy anh em thấy không? Giờ muốn nữa không? Muốn nữa không? Không có ai làm gì hết. Không ai nói sai gì hết. Mà mấy ông phải đi. Em thường có nào mấy ông trực quá. Tôi đây. Tại sao bây giờ tôi nói anh là anh muốn kiểm tra giấy tờ đúng không? Em đi gần đây. Tôi nói kiểm tra bây giờ chứ không phải là tại nhà. Bây giờ nếu anh kiểm tra bây giờ. Không? Tôi hỏi có hay không? Bây giờ có hay không? Để quên cho tôi. À anh nói không có thì nói đi. Tại sao? Tôi đến phường không? Tôi đến phường. Người ta có giấy tờ hoàng, người ta về, người ta lấy. Anh kêu người có thẩm quyền lại đây, lấy xe đi, chứ anh không được lấy chìa khóa cho người ta. Bây giờ bà con ơi, làm chứng giùm cho tôi nè. Bà con ơi. Đúng rồi. Bà con làm chứng giùm cho tôi nè. Em nói là vậy, anh đòi lấy chìa khóa đúng không? Tôi không có chửi gì hết, tôi không có làm gì hết. Nắm cổ áo tôi giật xuống đây nè, đấm tôi ba cái vô bụng. Anh kêu cảnh sát giao thông lại đây, dắt xe đi được, nhưng mà anh không có quyền lấy chìa khóa cho người ta. Tại vì có nhiều cảnh sát. Anh hỏi, anh lấy, hỏi ai lấy, ông có biết gì không? Ông nói tôi lấy anh nhiều cái gì. Hỏi vợ tôi á là có đưa chìa khóa cho anh hay không nữa. Anh nắm tôi ba cái trong bụng nè. Bây giờ khoảng không đúng. Bây giờ bỏ rồi đi rồi sao? Nói thế vậy sao? Giờ bỏ đi đi luôn rồi sao? Ủa đâu biết được đâu. Anh nắm tôi. Người đi người ở lại đi. Anh chị ơi, anh nắm tôi ba cái, anh nắm cô áo, anh giật tôi xuống ngay chỗ này. Sao anh có vấn đề gì? Ủa? Sao anh? Thì giờ nói chúng tôi đi kêu ông phường lại giải quyết được chưa? Ủa ai nói?
được chưa? Không, em nói là chứ sao chị gái chị đứng đi luôn sao? Thì phải có một người ở lại chứ. Xin lỗi chị, địa bàn chúng tôi ở đây. À, ok, vậy giờ giờ anh muốn sao thì anh kêu người tới. Địa bàn chúng tôi ở đây. Ờ, thì giờ anh mới nói là hoàng chứ sao? Ờ, chị cứ đừng có đứng ngoài đường mà la lối anh sùm. Ủa, la lối là sao? Bây giờ đâu ai la lối gì đâu anh. Người ta có quyền nói thôi anh. Thì đó, vậy giờ giờ chúng tôi dạy kêu người quyết. Ủa, có người chống là la lối vậy hả? Nói chuyện đàng hoàng, sự nãy giờ đàng hoàng, anh ấy ở mời công Phường ra giải quyết. À, đúng rồi, anh mời công Phường ra giải quyết đi. Đúng rồi. Anh ném quả. Không, không. Không, mình chứng kiến, mình chứng kiến. Ông kia không quay thôi, đúng không? Ở đây có bao nhiêu? Nè, ông kia lại quýnh kìa. Nè. Anh là người á lấy tiền lương là từ dân chứ không phải là mấy anh đâu có. Anh nắm đúng rồi, anh giật quá em, anh nắm trong khi em không có, em cũng thề nè, em không có chửi ổng ở đây, cũng có mấy người thấy không có ai chửi cái gì hết trơn á, nắm quá em, nắm cái bụng em ba cái giật em nằm xuống ở đây rồi em biết rồi, anh em thấy rồi, thấy rồi đó, anh này thấy nha, anh này thấy đúng không? Đi xe ôm về lấy cái bóp, lấy cái bóp rồi bỏ đi, để xe ở đây, để xe ở đây, anh ở đây, anh có quyền giữ xe ở đây, anh có quyền giữ xe ở đây, anh giải quyết rồi, anh có quyền giữ xe ở đây, anh giải quyết. Tối đến giờ mình lấy lẹ đi, chạy qua lấy cái tờ xe đem lên liền. Có ý kiến gì lên con Phường ý kiến? Không, anh là công an không quýnh người. Anh phải... Anh ở đây, tôi kêu ra. Được chưa? Ủa mà bây giờ anh chạy, tôi biết anh đâu, anh tên gì? Anh xin lỗi. Địa bàn của chúng tôi ở đây nè. Nguyễn... Dạ, sĩ đồng chí tên gì? Đồng chí tên gì? Nguyễn Đình Tuyền. À, đồng chí, ông chí chứ gì à, ông chí? Đồng chí bỏ đi đúng không? Nè, biểu xe nè. Đánh người, chạy đó.